những chú chó trị liệu tại bệnh viện ở Chile. Tại Chile, bệnh nhân luôn có người bạn tinh thần là những chú chó đáng yêu. Pepe, một nhà trị liệu với bộ lông dài màu vàng, và Chimu, bạn đồng hành của Pepe, nàng cún năng nổ với bộ lông màu đen trắng, đang đi dạo trên hành lang của một bệnh viện nhi ở thủ đô Santiago. Hai bạn cún đáng yêu này luôn sẵn sàng đưa tay vào bụng của chúng ra để cho mọi người vuốt ve. Nico Foles, một người huấn luyện chó của quỹ Chega, một nhóm phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực trị liệu bằng loài động vật này cho biết. Khi một người bước vào bệnh viện và được các chú chó chào đón, biểu hiện của họ sẽ có xu hướng thay đổi theo hướng tích cực hơn. Các chú chó này đã xoa dịu cho tinh thần và cảm xúc cho những người tham gia chữa bệnh tại đây. Biệt đội chó trị liệu này nhằm đem lại sự vui vẻ và giảm bớt căng thẳng cho các bệnh nhân tại bệnh viện Ezequiel González Cortés ở San Miguel, một nơi đã bị quá tải trong nhiều tháng qua bởi các ca nhiễm COVID-19 và các ca phẫu thuật khẩn cấp khác. Chile đã sớm bị ảnh hưởng nặng nề trong đại dịch COVID-19, khi số các ca nhiễm tăng vọt khiến cho các bệnh viện trở nên quá tải. Hiện nay, số ca nhiễm đã giảm mạnh trong những tuần gần đây nhờ vào việc đẩy nhanh chiến lược tiêm vaccine. Teresa Nilo, một kỹ thuật viên bệnh viện bị nhiễm COVID, cho biết những chú chó ở đây đã giúp cô thay đổi thái độ một cách tích cực hơn. Cô nói, tôi bị nhiễm COVID vào năm 2020 và vào cuối năm ngoái, người ta đã tổ chức các buổi trị liệu với các chú chó này. Tôi liền đăng ký và đến để trải nghiệm. Tôi rất hài lòng với trải nghiệm mà mình có được. Tôi cảm thấy mình được chào đón. Có những chú chó bên cạnh khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn. Cảm giác như mình đang ở một nơi khác, chứ không phải là bốn bức tường của bệnh viện. Theo phòng khám Mayo có trụ sở tại Hoa Kỳ, liệu pháp hỗ trợ bằng động vật có thể giảm đau đớn một cách đáng kể, thậm chí là lo lắng, trầm cảm, mệt mỏi và một loạt các vấn đề sức khỏe khác. Những con chó trị liệu này đang là anh hùng trong lòng rất nhiều bệnh nhân.